Lần đầu làm mì căn đã thất bại, liệu lần này Tuyền có làm thành công mì căn không? Mọi người xem hết clip cùng Tuyền nha. Theo lời khuyên của tất cả mọi người thì Tuyền đã mua bột mì đa dụng và mình cũng mua hai bịch luôn để xe cua, lỡ biết đâu su cà na cái nữa thì có bột thay nha. Cũng như đợt trước thôi, Tuyền sẽ cho vào trong đây là 400g bột mì đa dụng, sẽ cho vào trong đây là 350 nước. Nhận được rất là nhiều sự hướng dẫn của mọi người nên là lần này Tuyền sẽ rút kinh nghiệm, mình nhồi bột lâu chút xíu, khoảng chừng 15 đến 20 phút rồi mới cho bột vào ủ khoảng 1 tiếng ở nhiệt độ phòng. Sau khi ủ xong rồi thì mọi người sẽ thấy hỗn hợp nó dẻo mịn giống như slime vậy hay mọi người. Tiếp theo sẽ đến một công đoạn khá là quan trọng quyết định xem là cái món mình có thành công hay không. Thì do lần trước Tuyền rửa quá nhiều nước với lại mình bóp hơi mạnh đó mọi người nên là cái hỗn hợp bột của mình nó hơi bị bời rời. Đợt này rút kinh nghiệm Tuyền sẽ rửa nhẹ nhàng với lại là rửa đến khi nào mà hỗn hợp của mình nó hơi màu trắng đục nhẹ là được rồi hen. Không cần phải trắng trong lắm đâu. Tuyền sẽ cho vào ủ thêm 30 phút. Trong thời gian đó thì mình cũng sẽ đi chuẩn bị mấy cây đũa rồi thay dầu. Mấy công đoạn này chắc mấy rài ai cũng biết rồi đúng không? Sau khi mà bột được ủ 30 phút rồi thì Tuyền thấy là nó dẻo mịn hơn lượt trước rồi nè. Mọi chuyện thì vẫn diễn ra rất là ok, ổn áp nha. Giờ thì Tuyền sẽ cuộn cái phần bột này vào đôi đũa. Nhưng mà cuộn đầu tiên ok, đến cuộn thứ hai thì tên ơi. Cái gì vậy ta? Đau đớn gục ngã. Tuyền định bỏ rồi đó mọi người, nhưng mà mình thấy tiếc quá nên là Tuyền đi rửa lại thêm một lần nữa. Sau khi rửa xong thì phép màu xuất hiện nha mọi người ơi. Cái phần bột của mình nó dẻo lại và nó không có bị bở nữa nha. Lúc này thì mình cuộn ngon ơ luôn nè mọi người. Kiểu bột nó dẻo lại rồi á, rất là dễ cuộn. Mọi người kéo cỡ nào nó cũng không có bị đứt hết trơn á. Nhưng mà kéo nhẹ nhẹ thôi nha. Kéo mạnh thì cái gì mà nó không đứt, đúng không? Sau khi mà mình cuộn xong rồi á thì đến khúc luộc. Đây kiếp nạn đến nữa nè. Hồi nãy Tuyền bắt cái nồi nước lên á, tưởng là luộc được rồi, ai đâu mà ngờ làm lâu quá cái nước cạn luôn vậy đó. Làm cực vậy nên là Tuyền đâu có ăn đơn giản vậy được, mình phải làm món gì đó ngon ngon ăn. Tuyền sẽ lấy mì căn rồi mình áp chảo, sau đó thì Tuyền sẽ cho hỗn hợp tương ớt nè, nước tương với xíu hạt nêm đường. Tuyền sẽ cho vào đây xíu nước dừa nữa hen. Mình sẽ đem cái mì căn này đem đi kìa. Mọi người thấy mà lem nghe chưa? Bới tụi cơm liền. bới tụi cơm. Một miếng cơm trắng nóng hổi hen, cho miếng mì căn lên. Nhưng mà đó chưa phải là món ngon nhất đâu. Tuyền sẽ trộn cơm trắng vào cái chảo mà lúc nãy mình khè luôn. Ngon chưa? Nó lên một cái tầm xuất sắc. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Nhảy đi tầng 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 tầng. Và đây là tôi của 5 phút sau. Cái chảo bóng hới luôn. Còn cái phần lúc nãy á, Tuyền rửa mì căn còn dư cái phần nước á. Đợt đầu tiên Tuyền sẽ không có bỏ cái nước đó đi, mà mình sẽ giữ lại và Tuyền sẽ để trong tủ lạnh. Hôm sau thì mình sẽ làm cái món khác với cái nước này hen. Giờ thì bye mọi người nha.